Hi, how are you? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Cuộc Sống Tại Nước Mỹ. Hôm nay mình xin dùng cái app makeup này cho nó là lạ chút xíu. Thì hôm nay mình làm cái clip này á, là mình là sẽ cắt cái mái tóc của mình, hy sinh cái mái tóc của mình một khúc. Tại vì tóc của mình á, ai cũng nói là dài quá, quá dài quá, cần phải cắt bớt đi. Mà mình thì lại thích tóc dài. Nhưng mà thực chất á, cái tóc của mình nó để ra mấy năm rồi, mỗi lần mình cắt chỉ có một khúc 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 nhỏ nhỏ thôi, tại vì mình sợ là tóc của mình sẽ bị ngắn đi, tại vì mình đã để dành dài rồi và mình cắt đi á, thì nó uổng quá. Nhưng mà ai cũng khổng lên nói dài quá, cắt đi cắt đi. Càng ra nhiều cái ra cái đuôi á, thì tóc nó len qua và nó ít đi, cần phải cắt đi, ai cũng không lên hết. Vì vậy hôm nay mình quyết định mình xin cắt mái tóc của mình, nhưng chỉ một chút thôi. Tại vì á, khi mà ra tiệm cắt tóc á, thì nó rất là mất thời gian, và đồng thời á, giá thì nó không có rẻ đâu. Nếu mà cắt cái đầu của mình nó thì khoảng 50 đô, và đồng thời cộng thêm tiền thiếp nữa, nhưng mà không đáng kể. Nhưng mà điều là ra thì mất thời gian quá, và đồng thời á, mình không muốn làm hư cái mái tóc tự nhiên của mình, cho nên á, mình sẽ cắt tóc ở nhà và cắt theo cái kiểu mà rất là cơ bản, chỉ là cắt ngang thôi cho nó ngắn bớt thôi. Và mọi người hãy nhìn cái mái tóc của mình đi, nó rất là dài này. Đó, mọi người cứ nhìn thấy cái mái tóc của mình rất rất là dài không? Nó phủ tới cái mông của mình luôn, mà trong khi đó mình có một khúc à. Mà mái tóc của mình nó dài là muốn hết cái người của mình rồi, làm cho mình càng thấp hơn nữa. Vì vậy á, hôm nay là hy sinh cắt mái tóc, nhưng mà không dám cắt nhiều, chỉ cắt một đoạn thôi. Bây giờ mình nên cắt tóc nha các bạn. Này. Trước tiên nha, mình sẽ chảy suông ra như thế này. Cho nó suông thẳng ra. Đấy. Cho nó suông thẳng ra. Rút lại cho nó cân bằng như thế này, đừng có để cái đầu mình nghiêng, lúc nào mình cũng 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 nhìn về một hướng thẳng. Nhưng mà mình coi đúng không? Này. Mình về một cái hướng thẳng như thế này, sau đó mình sẽ vuốt cho nó đều, cho nó cân, tuyệt đối không không để cái đầu nó méo. Nếu mà để cái đầu nó méo, mình xoay tới xoay lui thì cái mái tóc của mình sẽ bị xéo. Đây, bắt đầu là mình sẽ vuốt ra cho nó cân. Rồi mình sẽ nắm chắc một cái đoạn này lại. Sẵn sàng nắm chắc và mình vuốt cái đoạn này thẳng này lại. Đây. Ai, tiếc quá. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần đuôi này, rất là tiếc luôn. Mình cắt bao nhiêu đây thôi. Đây là cái đuôi này lúc trước là mình đã nhuộm. Đó, nói chung là tẩy cho mới nhuộm nữa. Tẩy ra rồi có một cái màu mà màu màu sáng á, cái màu tây tây á. Rồi bây giờ mình phải, tóc của mình đã ra dài 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 rồi, bây giờ mình phải cắt bỏ cái đoạn này. Thiệt rủ nó đi. Này các bạn có nhìn này, mình cắt một đoạn như thế này thôi. Đáng lẽ ra phải cắt nhiều hơn nhưng mà cắt thôi một đoạn này thôi. Uổng quá, và cắt xuống. Mình sẽ nắm cái đầu này đi. Đây, mình sẽ nắm cái đầu này. Đây, và mình sẽ cắt ngang cái đoạn đó. Thì á, mình sẽ phần này mình sẽ giữ được cái mái tóc của mình, giữ được cái phần đuôi này nó không bị bỏ đi. Đó, các bạn thấy này, đó mình cắt thiệt nè, hu hu hu. Bạn có nghe tiếng sột soạt. Đây. Ôi, mái tóc khăn gương của mình. Đây cũng khoảng là 12 cm các bạn. 12 cm này là để dành dài ra cũng phải là hơn một năm mới ra được như thế này. Ao, bye bye mái tóc thân yêu. Đây. Và bây giờ cái mái tóc của mình thì sẽ ngắn lại rồi, nó đã ngắn lại rồi. Rồi nó còn bao nhiêu đây? Mình không được nhìn không không nhìn thấy được phía sau của mình, nhưng mình nghĩ nó cũng tạm tạm rồi. Các bạn có nhìn thấy nó tạm tạm không?